sự ngày hôm qua. Thế lực hạn chế là một thời đã xa. Việt Nam nên có một nguồn dinh dưỡng vàng. Việt Nam nên có tầm vóc thật hiên ngang. Tung chân, một cú sút thần sâu. Tiến lên, ta không ngại đánh đầu. Vươn cao, ta đứng sánh năm châu. Việt Nam vinh quang, ta chẳng phải chờ lâu. Vì một Việt Nam vươn cao hơn, ta đây bước chân hiên ngang ra đấu trường. Có dinh dưỡng vàng, vì một Việt Nam vươn cao, ta vang tiếng ca, hòa nhịp cùng bứt phá. Vinamilk, vươn cao Việt Nam.